Xin chào quý khán giả thân thương của chương trình Alo Bác Sĩ Hôm nay bác Liễu sẽ trở lại chương trình với một cái chủ đề uh, mới là Chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái khoáng chất uh, cũng hết sức là quan trọng trong cơ thể của chúng ta Đó là chất sắt Thế thì uh, có một cái câu hỏi là uh, chúng ta Còn cái vai trò của sắt thì như thế nào thì quý vị có thể tìm vào trong cái bài mà khoáng chất uh, Tổng quan về khoáng chất và vitamin ha Thì hôm nay chúng ta sẽ nói những cái vấn đề mà quý vị còn thắc mắc nhiều xung quanh cái nguyên tố sắt này thế thì uh, quý vị hỏi uh, là bổ sung chất sắt qua chế phẩm thì được chỉ định trong những trường hợp nào thì chúng ta thấy cái này sắt là một cái uh, nguyên tố để mà tạo nên cái dân của tế bào hồng cầu cho nên là chúng ta sẽ bổ sung cho những người mà bị thiếu máu hoặc là những người bị thiếu chất sắt hoặc là thiếu nguyên liệu đó à, và đặc biệt là những cái người phụ nữ mà có cái chu kỳ kinh nguyệt nó kéo dài ngày thì người ta mất máu rất là nhiều Thí dụ như người ta bị nhân sơ tử cung nè người ta bị à, bệnh máu không đông nè thì người ta sẽ bị cái cái mất máu qua kinh nguyệt rất là nhiều hoặc là à, chúng ta bị à, tổn thương cái đường tiêu hóa à, chảy máu cái đường tiêu hóa chẳng hạn như gặp trong những cái người bệnh nhân bị viêm rét dạ dày đó bị gây uh, xuất huyết dạ dày đó hoặc là những người mà bị lọc máu uh, do bệnh lý về thận đó thì uh, hay là những cái người mà bị chấn thương mất máu qua cái vết thương ví dụ như là chấn thương sọ não nè rồi những cái tai nạn về lao động nè tai nạn về giao thông nè đó hoặc là đặc biệt hơn là những người hiến máu đặc biệt là hướng máu thì quá gần chưa cơ thể chưa kịp tái tạo lại cho nên là chúng ta cũng có cái thời gian quy định là giữa hai lần hiến máu là phải cách nhau xa bao nhiêu đó nha quý vị lưu ý cái này và đối với cái đối tượng đặc biệt đó là người phụ nữ đang giai đoạn mang thai và phụ nữ đang cho con bú thì đây là những cái đối tượng cũng dễ bị thiếu chất sắt à, đối với những cái trẻ bị sinh non hoặc là những cái trẻ mà sau 6 tháng tuổi là sau 6 tháng tuổi thì nó lại được nuôi dưỡng không phải bằng nguồn sữa mẹ là chính nữa mà trẻ bắt đầu ăn dặm thì chính trong cái giai đoạn này nếu chúng ta không có bổ sung thì chúng ta sẽ thiếu bây giờ chúng ta sẽ hỏi một cái câu hỏi là sắc nguyên tố là gì à, và cái lượng sắc nguyên tố nó khác nhau giữa các chế phẩm bổ sung sữa ý, bổ sung chất sắc ra sao thì chúng ta biết á, người ta gọi là sắc nguyên tố thì đó là cái nguyên tố sắc nguyên chất nó chứa trong cái sản phẩm mà bổ sung chất sắc thí dụ như bổ sung chất sắt thì nó sẽ có những hình thức là thí dụ như là cái um, xuyên phát sắt thì trong đó thí dụ như là sắt thì, uh, thì hoặc là sắt lyconat hoặc là fumarat sắt fumarat thì đó là chất nguyên tố sắt nó gắn kèm với lại cái đuôi xuyên phát thì như vậy thì để cho quý vị dễ hình dung nè thí dụ như các chế phẩm về sắt là nó sẽ khác nhau về cái lượng sắt nguyên tố Chẳng hạn như trong một cái viên mà chứa 325mg sắt xuyên phát á, Thì thực chất á, nó chỉ có 60mg là sắt nguyên tố thôi Còn ví dụ trong một cái ống siro mà chứa 300mg sắt gluconat đó, Thì thực chất á, nó chỉ chứa có 34mg sắt nguyên tố Và thí dụ như trong 10ml trong một cái chai mà cái cái ống mà chứa cái sắt mà dạng mà fumarat đó, thì 320 mg nhưng mà thực chất ở trong đó chỉ có 106 mg sắt nguyên tố. Như vậy á thì khi mà chúng ta bổ sung chất sắt thì chúng ta lưu ý tới cái lượng sắt nguyên tố hơn là chúng ta để ý tới cái sắc đó là tên gì tên gì thì chúng ta biết cái thành phần chứ để chúng ta biết cái sắc nguyên tố là bao nhiêu chúng ta bổ sung nha thì mỗi độ tuổi á chúng ta sẽ cần một cái lượng sắc không giống nhau thì cũng giống như những cái loại kháng chất khác thôi à, loại vitamin khác thôi thì từng cái độ tuổi nó sẽ khác nhau thí dụ như cái lượng sắc mà cần cho cơ thể mỗi ngày mà theo nhu cầu dinh dưỡng và theo cái uh, trung tâm uh, dinh dưỡng khuyến cáo đó thì chúng ta thấy là ở nam giới nè hoặc là phụ nữ ở tuổi ở nam giới phụ nữ mang thai hay là phụ nữ cho con bú thì chúng ta thấy là nó cũng có cái sự khác biệt chẳng hạn như là trẻ sơ sinh từ 6 tháng từ 6 tháng tuổi thì từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi thì chúng ta cần một cái lượng rất là thấp ví dụ 0,2 mg sắt nhưng mà từ 7 đến 12 tháng thì chúng ta cần là 11 mg từ 1 đến 3 tuổi thì chúng ta cần khoảng 7 mg từ 4 đến 8 tuổi thì chúng ta cần 10 mg những con số rất khó nhớ phải quý vị. 9 đến 13 tuổi thì khoảng 8 mg, vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy nhưng mà ở cái tuổi trưởng thành từ 19 đến 50 tuổi thì cái lượng chất sắt thì chúng ta cũng dùng khoảng 8 mg. Thì khi mà bổ sung sắt thì chúng ta cần chú ý đến cái những cái loại thực phẩm nào mà có thể gây tương tác với sắt thì cái phần này là quý vị phải lưu ý, tại vì khi mà bổ sung bất kỳ một cái khoáng chất nào chúng ta phải coi những cái thuốc tương tác, những cái thực phẩm nào mà nó làm cản trở cái sự hấp thu của cái chất đó ha. thì giai đoạn bổ sung chất sắt là những nào nào chúng ta sử dụng thời điểm nào trong ngày nha. thì chúng ta thấy là tránh uống chất sắt cùng lúc với cà phê và trà, là vì những cái chất này, ví dụ như chất manen ở trong trà nó sẽ làm giảm cái sự hấp thu của chất sắt đó. và cũng uống tránh uống chất sắt cùng với lại canxi vì canxi hay là những cái sản phẩm mà có chứa canxi như là sữa nè, sữa chua nè hoặc là viên canxi đó thì nó lại làm cản trở cái quá trình hấp thu chất sắt. Cho nên là để bây giờ chúng ta cần phải bổ sung canxi mà chúng ta cần phải bổ sung chất sắt thì chúng ta phải uống cách nhau ít nhất là 2 giờ nha và đó để mà chúng ta tránh cái tương tác của cái thuốc này. Còn những cái thực phẩm nào thì có cái giá trị mà hỗ trợ cho việc hấp thu chất sắt chúng ta thấy là sắt thì có trong thực phẩm có nguồn gốc từ động vật thì nó dễ hấp thu hơn là những cái chất sắt mà chó có trong cái nguồn gốc mà thực vật. Tại vì chúng ta thấy thí dụ như là sắt mà trong nguồn gốc mà thực vật á, thí dụ trong gạo nè, trong bắp nè, trong đậu xanh, đậu đen, đậu nành, trong lúa mì nè thì á, là nó bị ảnh hưởng rất là nhiều đối với lại các loại thức ăn này do đó để tăng cái hấp thu chất sắt từ thực vật á, thì chúng ta cần phải ăn thêm các loại thịt hải sản hoặc là da cầm hoặc là các loại thực phẩm mà có chứa vitamin C chẳng hạn như ăn ớt chuông nè ăn ớt đỏ đó ăn bông cải xanh nè và có thể là ăn trái kiwi thì lần trước là bác liễu nói rồi những cái trái mà có nhiều vitamin C là trái ổi rồi đó trái kiwi rồi đó lần trước chúng ta trong bài vitamin C chúng ta nói rất nhiều và chúng ta thấy là thực phẩm giàu vitamin c sẽ giúp hấp thu chất sắt như các loại họ các cái loại trái mà có muối đó, đó. còn những cái loại thuốc nào mà tương tác với chất sắt thì nên sử dụng mà khác cái thời điểm thì cách bao nhiêu lâu thì chúng ta thấy nè là những cái thuốc mà kháng axit dạ dày đó, hay là những cái loại kháng sinh là thí dụ như tetracycline hoặc là kido uh, hoặc là những cái thuốc mà điều trị cái um, Parkinson á, Levodopa nè, hoặc là những cái thuốc mà điều trị tuyến giáp là Levothyroxine nè, Metindopa là cho cái sơn nè. Thì khi ta dùng chung những cái thuốc này đó thì có thể có những cái tác động là nó làm giảm cái khả năng hấp thu chất sắt của chúng ta. Cho nên là chúng ta uống cách ra khoảng 2 tiếng đồng hồ nha. Đó thì là nó có lợi dứt Rồi có nên uống sắt bằng các loại nước hoa quả không? thì chúng ta thấy là để bổ sung các loại nước hoa quả thì nó sẽ bổ sung thêm và cái vitamin c hoặc là chúng ta sẽ uống nước cam thì nó hấp thu chất sắt tốt hơn đó cho nên đó là chúng ta mỗi lần mà uống bổ sung chất sắt đó là khoảng là chúng ta sẽ có thể uống một cái ly uh, các uh, cái trái cây mà dầu vitamin c đó chúng ta có thể uống chung và bây giờ một câu hỏi cũng đặt ra là khi mà chúng ta bổ sung á thì có tác dụng phụ gì không thì luôn luôn bác liễu nói rồi thuốc là cái con dao hai lưỡi bao giờ chúng ta lợi dụng cái lợi của nó nhưng cũng có cái mặt hại nha thì bây giờ cái hại là cái gì bây giờ những cái tác dụng phụ mà chúng ta thường gặp đó là chúng ta khi mà uống cái viên sắt á chúng ta cảm giác là có một cái vị mùi kim loại nó tanh tanh ở trong miệng chúng ta và đôi khi nó sẽ gây ra cái khó chịu là chúng ta có thể nôn mặt buồn nôn nữa à, cái sắc mà chúng ta uống nhiều có chừng là chúng ta sẽ bị táo bón hoặc có những người thì lại hay bị tiêu chảy à, là vì nó không hấp thu được à, và đặc biệt là khi uống thì chúng ta sẽ đi cầu ra phân đen thành ra quý vị lưu ý nha để thôi lỡ là mình tưởng là mình bị chảy máu cái đường đường bao tử đi cầu ra phân đen thì đôi khi là chúng ta dùng viên sắc nha thì táo bón hay là tiêu chảy là những cái triệu chứng mà thường gặp khi mà chúng ta uống các chế phẩm thì sắc nha. thì uh, trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? thì để bớt cái uh, cái uh, tác dụng phụ thì chúng ta uh, tác dụng phụ về táo bón á, thì chúng ta nên uống với nhiều nước một tí xíu đó. thì uống nước có thể làm mềm cái phân ra thì chúng ta tránh táo bón. còn nếu mà chúng ta buồn nôn thì chúng ta có thể đó là uh, là phân phân cái liều ra đó. chúng ta chia nhỏ cái liều thuốc ra chúng ta uống làm nhiều lần thì để chúng ta làm giảm cái này. Còn nếu mà trường hợp mà chúng ta bổ sung chất sắt mà chúng ta đi cầu phân đen thì coi chừng lúc đó là quý vị phải đi khám nếu mà nó nhiều nha, đặc biệt đó là cái phân mà do chất sắt là nó hơi màu hơi nâu nâu đỏ đỏ. Nó hơi nâu nâu thôi. Chứ còn mà cái phân đen mà đặc biệt là phân sệt nha, đen như màu hắc ính á là hoặc là nó có những cái vệt máu đỏ tươi thì coi chừng là hoặc là nó gây đau rát cái đường hậu môn thì coi chừng là quý vị đang bị một cái bệnh lý về cái đường tiêu hóa và quý vị phải đi khám bác sĩ chứ không phải là là chúng ta bỏ qua nha rồi những cái viên sắt bở cái dạng nước á, dạng siro thì chúng ta uống á thì có thể là nó làm ố cái màu cái răng màu trắng của chúng ta cái làm ố cái men răng của chúng ta cho nên là chúng ta có thể là pha thêm với pha loãng ra một tí xíu hoặc là chúng ta có thể là uống chung với cái nước hoa quả hoặc là chúng ta uống cái cái đó bằng cái ống hút để cho nó tránh nó, nó, nó dính vào trong cái răng của chúng ta nó làm ố màu của với cái răng và quý vị nhớ đó là khi mà uh, uống chất sắc đó nếu mà uống bằng cái dạng siro mà chúng ta thấy cái mùi tanh không uống được chúng ta nên dùng cái loại thuốc viên nha thì khi mà bổ sung chất sắt thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ bổ sung trước khi ăn một giờ hoặc là sau khi ăn 2 giờ nghĩa là uh, sắt nó sẽ được hấp thu tốt nhất vào lúc bụng chúng ta đói. Đó thì chúng ta lưu ý cái này. Và nhưng mà khi mà chúng ta <laughs> uống lúc bụng đói thì có thể là nó gây ra kích thích cái dạ dày, nó cảm giác buồn nôn ở một số người. Thì nếu mà trường hợp mà quý vị uống xa cái bữa ăn mà chúng ta bị cái cảm giác là bị buồn nôn hoặc là nôn á, thì chúng ta nên là bổ sung ngay sau khi bữa ăn đi thì cũng được thì thì chúng ta phải linh hoạt thôi nghĩa là bằng cách nào chúng ta có thể đưa được cái viên sắt đó vào thôi nha và khi bổ sung á, thì chúng ta cần phải uh, lưu ý những cái vấn đề này nè à, là thứ nhất á, là chúng ta phải chọn bổ sung cái sắt cho phù hợp chúng ta cần phải nắm rõ một số vấn đề như thế này. À, thứ nhất là chúng ta nên dùng những cái loại thuốc của hàng chính hãng được cấp phép lưu hành. Tại vì nếu mà những cái chế phẩm mà kém chất lượng đó, thì nó đôi khi nó làm hại cho chúng ta nữa và những cái mà nó đã chia theo cái hàm lượng chuẩn rồi thí dụ cái viên đó là bao nhiêu mg chứ còn nếu mà uống mà cái dạng siro mà rót nhiều hơn hay ít hơn đó, thì coi chừng quá quý vị lại quá liều nó nó không có lợi cho những cái người mà cái 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 sự khéo léo phân chia của mình nó nó không có ấy. và ưu tiên thì chúng ta sẽ dùng sắc hữu cơ thì nó dễ hấp thu hơn thì cái này nó sẽ ngược lại với canxi quý vị nhớ không? Canxi là cái canxi mà vô cơ thì hấp thu tốt hơn là canxi hữu cơ. Nhờ riêng với sắt là sắt hữu cơ thì nó tốt hơn. Và nếu mà cái viên sắt mà được kèm với lại vitamin C thì là nó sẽ được hấp thu tốt hơn nữa. Và chúng ta phải lựa chọn những cái hãng những cái thuốc mà cái tá dược nó không làm gây ra kích ứng cái đường tiêu hóa thì chúng ta nhớ những cái vấn đề này. Đó thì uh, cái tác dụng của sắt là như thế nào thì uh, bác Liễu đã trình bày trong cái bài tổng quan về cái uh, cái uh, vitamin và khoáng chất rồi cái vai trò của chất sắt như thế nào thì cũng đã đề cập tới bình rồi thì uh, nó giữ một cái vai trò rất là chủ chốt trong vấn đề tạo máu đó nên là thiếu chất sắt thì chúng ta sẽ thiếu máu thì hôm nay chỉ là lưu ý với quý vị một số vấn đề uh, khi mà chúng ta bổ sung cái chất sắt như thế nào cho hợp lý. Còn chúng ta tìm ăn như cái chất sắt có trong những cái thực phẩm gì thì trong những cái bài trước bác liệu đã trình bày rồi. Cho nên là quý vị sẽ cần thì quý vị sẽ mở lại cái chương trình trước quý vị xem. Thì cũng mong rằng với một cái à, à, kiến thức à, dù là nhỏ chắc lọc thì mình cũng có được một cái nhìn rất là à, hiểu biết sâu sắc về những cái uh, bổ sung về vitamin và khoáng chất để chúng ta bổ sung một cách gọi là khoa học nhất đem lại cái lợi ích lớn nhất cho cái sức khỏe của chúng ta thì uh, chương trình đến đây thì cũng đã hết thì uh, bác liễu cũng uh, uh, xin chào quý vị khán giả của chương trình alo bác sĩ và mong rằng luôn được quý vị đón nhận với những cái kiến thức về chăm sóc sức khỏe của chương trình để mang lại cái cuộc sống chất lượng cho mình hơn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Albumin giúp thúc đẩy tái tạo collagen, loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể, tăng khả năng miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh mạng tính, cải thiện chức năng gan, phục hồi mệt mỏi mạng tính. Sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc hân hạnh đồng hành cùng chương trình.